Nhật ký 1488. Cuộc hàn huyên giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn phấn đấu nên chọn lành. Chúa Giêsu, hỡi linh hồn khát vọng chọn lành, Cha hài lòng trước những nỗ lực của con. Nhưng sao Cha thấy con thường hay buồn sầu và chán nản như thế? Hỡi con nhỏ, con hãy nói cho Cha biết ý nghĩa và nguyên nhân của nỗi buồn ấy đi. Linh hồn, lạy Chúa, con buồn là vì dù đã nhiều lần dốc quyết chân thành, nhưng con vẫn xa đi ngã lại trong những lỗi lầm như cũ. Con thực hiện các quyết định vào buổi sáng, nhưng đến tối lại thấy mình đã xa rời quá nhiều. Chúa Giêsu, con nhỏ của Cha ơi, con hãy xem tự mình con là gì? Nguyên nhân sa ngã của con là vì con cậy dựa quá nhiều vào bản thân và quá ít vào Cha. Nhưng con đừng để điều ấy làm con buồn bã quá mức. Con đang sống với Thiên Chúa đầy lòng thương xót, mà nỗi khốn cùng của con không thể làm cạn. Con hãy nhớ, Cha không hề giới hạn số lần tha thứ. Linh hồn, vâng, con biết tất cả điều ấy, nhưng những trước cám dỗ khủng khiếp cứ tấn công và những nỗi ngờ vực đủ loại cứ nổi dậy trong con. Hơn nữa, mọi sự đều làm con khó chịu và nản lòng. Chúa Giêsu, hỡi con nhỏ của Cha, con hãy biết rằng ngáng trở nguy hại nhất trên đường chọn lành là tâm trạng chán nản và lo âu thái quá. Những điều này tước mất khả năng thực hành nhân đức của con. Tất cả các trước cám dỗ nhất tề hợp lại cũng không làm xao xuyến bình an nội tâm của con, dù chỉ là nhất thời. Tính tủi thân và thói chán trường là hậu quả của tật tự ái. Con không nên chán nản, nhưng hãy gắng làm cho tình yêu của Cha ngự trị trong con, thế chỗ của lòng tự ái. Hỡi con hãy tin tưởng, đừng nản lòng khi nài xin ơn tha thứ, vì Cha luôn luôn sẵn lòng thứ tha cho con. Mỗi lần con nài xin ơn tha thứ là con tán dương lòng thương xót của Cha. Linh hồn, con biết thực thi việc nào tốt hơn, việc nào đẹp lòng Chúa hơn, nhưng con gặp những ngáng trở quá lớn trong việc thực hiện điều này. Chúa Giêsu, hỡi con nhỏ của Cha, đời sống trên trần thế thực sự là một cuộc chiến đấu, một cuộc chiến sống còn cho nước Cha. Nhưng đừng sợ hãi, bởi vì con không lẻ loi một mình. Cha lúc nào cũng nâng đỡ con. Vì thế, con hãy nương tựa vào Cha mà chiến đấu và đừng sợ gì. Con hãy dùng chiếc bình tín thác mà kín múc nguồn mạch sự sống cho chính con cũng như cho các linh hồn khác, nhất là những người còn ngờ vực vào lòng nhân lành của Cha. Linh hồn, lạy Chúa, con cảm thấy tâm hồn con được chen chứa tình yêu Chúa, nhưng tia sáng xót thương và tình yêu của Chúa đang thấu nhập linh hồn con. Lạy Chúa, con ra đi theo lệnh Chúa truyền, con đi chinh phục các linh hồn. Lạy Chúa, được ơn Thánh Chúa đỡ nâng, con sẵn sàng bước theo Chúa, không những lên núi Tabor mà còn lên núi Canvê nữa. Con ước ao dẫn đưa các linh hồn đến với suối nguồn xót thương, để ánh quang lòng thương xót Chúa được rạng chiếu trên tất cả mọi linh hồn và nhà Chúa Cha sẽ được đông đúc. Khi kẻ thù bắt đầu xông đánh, con sẽ nép mình sau khiên thuẫn lòng thương xót Chúa.